Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu thiết kế nội thất và sử dụng gỗ công nghiệp tại Việt Nam ngày càng tăng cao, kéo theo sự ra đời của hàng loạt đơn vị cung cấp lớn nhỏ, đồng nghĩa rằng chất lượng dịch vụ cao hay thấp cũng vô cùng đa dạng. Giữa ba trận thị trường như vậy, người tiêu dùng cần nhớ rõ điều quan trọng khi lựa chọn dịch vụ thiết kế nội thất chính là sự uy tín và năng lực của công ty thiết kế, đặc biệt là với nội thất gỗ công nghiệp. Chương trình Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một thương hiệu thiết kế và thi công nội thất gỗ công nghiệp uy tín mà người tiêu dùng có thể chọn mặt gửi vàng. Công ty cổ phần Flexfit là thương hiệu bán lẻ trọn gói từ khâu thiết kế tới sản xuất, lắp đặt và thi công nội thất gỗ công nghiệp, được thành lập từ năm 2016, bắt nguồn từ ý tưởng sáng tạo ra những sản phẩm nội thất linh hoạt, vừa vặn với từng không gian nhà. Flexfit cung cấp dịch vụ thiết kế nội thất cho các công trình từ nhà ở đến văn phòng, khách sạn với đa dạng phong cách, từ sang trọng, thanh lịch tới cá tính, độc đáo. Bên cạnh thiết kế, Flexfit cung cấp dịch vụ thi công trọn gói tới các khách hàng là chủ đầu tư dự án, hiện thực hóa ý tưởng của các kiến trúc sư và khách hàng. Flexfit trở thành đơn vị nội thất đáng tin cậy với hàng loạt khách hàng chiến lược như One Housing, Kippelen, Patino, Gamuda, Thiên Minh Group, Flamigo Holding. Không chỉ dừng lại ở sự thành công trong lĩnh vực thiết kế thi công nội thất, Flexfit tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường với hai mảng sản phẩm và dịch vụ mới. Thứ nhất là dòng sản phẩm nội thất module bán sẵn Easy by Flexfit, được thiết kế riêng cho những khách hàng đang tìm kiếm một sự lựa chọn thông minh với những sản phẩm nội thất chất lượng cao sẵn có cùng mức giá thành phù hợp. Thứ hai là dịch vụ cho thuê nội thất Flexfit Rental đang được các khách hàng cá nhân và thị trường kinh doanh lưu trú yêu thích. Flexfit Rental mang tới cơ hội trải nghiệm cho những không gian sống tiện ích, chất lượng, thẩm mỹ cho mọi đối tượng khách hàng. Bản vẽ thiết kế nội thất của Flexfit được hoàn chỉnh chỉn chu là kết quả của quá trình lắng nghe, thấu hiểu ý tưởng của khách hàng và sự sáng tạo vô tận của các kiến trúc sư tâm huyết. Hiện nay, Flexfit sở hữu mặt bằng sản xuất và kho bãi tới 4.000m², có khả năng lưu trữ khối lượng lớn nguyên vật liệu và sản phẩm. Với hệ thống máy móc châu Âu hiện đại, nhập khẩu từ công ty lớn như Beats, Thermgood, nhà máy Flexfit mang đến tốc độ thi công nhanh chóng, các kỹ thuật cắt dán cạnh tiên tiến, tạo ra sản phẩm với độ hoàn thiện cao nhất. Năm 2022 là một năm bản lề đầy thách thức của Flexfit. Để phát triển mạnh mẽ thì chúng tôi đã xác định việc mở rộng thị trường trên 30 tỉnh thành trên toàn quốc. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tập trung vào việc số hóa toàn bộ hệ thống giải pháp quy trình trong quá trình tương tác và làm việc với khách hàng. Đến với Flexfit, khách hàng sẽ được trải nghiệm sự chuyên nghiệp, chỉn chu trong quá trình tư vấn bán hàng. Bằng sự tận tâm, luôn lắng nghe khách hàng trong quá trình tư vấn thiết kế, luôn cởi mở việc áp dụng các giải pháp tư vấn thiết kế khác nhau. Mỗi thiết kế của Flexfit luôn hướng tới sự tiện ích, tận dụng tối đa công năng của không gian cũng như đảm bảo chất lượng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Trong quá trình làm việc thì tôi đánh giá rất cao cái tính chuyên nghiệp của Flexfit, từ khâu tư vấn cho khách hàng đến chăm sóc khách hàng cho đến cái khâu thiết kế và thi công công trình. Cho ngôi nhà của tôi là một cái không gian hiện đại, ấm cúng, nó mang đến cái sự thư giãn và thoải mái một cách tuyệt đối. Và Flexfit đã giúp tôi có được cái không gian ấy, cho nên là tôi rất hài lòng. Flexfit phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nội thất gỗ công nghiệp có uy tín, ghi dấu trong lòng khách hàng, đồng thời tạo được chỗ đứng vững chắc trên bản đồ nội thất trong nước, sau đó là thị trường nước ngoài.